Cùng thời gian này, công đoàn cơ sở Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông đã tổ chức gặp mặt nữ cán bộ công chức viên chức, người lao động khối cơ quan Ủy ban nhân dân huyện nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Tặng hoa chúc mừng, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn được giao, làm tốt vai trò trách nhiệm của người vợ, người mẹ trong gia đình, xứng đáng với danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà. Đồng thời đề nghị các chị em phụ nữ khối cơ quan Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác, chủ động tham gia các phong trào thi đua do công đoàn phát động,